mọi người, hôm nay công ty về rất là nhiều hàng dòng thuốc chuyên về diệt muỗi và ruồi cho trang trại, và em quay trực tiếp để những quý khách nào đang tìm hiểu về dòng thuốc diệt ruồi muỗi cho trang trại chăn nuôi của mình thì mình cùng nhau tham khảo dòng sản phẩm Betmethasone 50EC. Đây là sản phẩm xuất xứ từ Ấn Độ nha mọi người. Nhưng mọi người cũng biết thì ở trang trại chăn nuôi xuất hiện rất là nhiều ruồi muỗi, đặc biệt là con ruồi trâu rất là khó diệt. Và đây là cái dòng sản phẩm hạ gục nhanh em muốn giới thiệu với mọi người để mọi người sử dụng mang lại hiệu quả và đặc biệt là không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe vật nuôi. Tại vì một khi con ruồi trâu nó đốt là nó sẽ hút máu, ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng cái sức khỏe của con vật nuôi. Và một khi mà nó đã hút máu ở một con vật nuôi bị bệnh và nó bay qua một con vật nuôi chưa bệnh thì nó sẽ mang cái dịch bệnh nó truyền nhiễm, gây ảnh hưởng đến năng suất chăn nuôi của mọi người. Và khi mà mọi người sử dụng dòng sản phẩm Betmethasone 50EC này áp dụng cho diệt muỗi và diệt ruồi cho trang trại thì mọi người pha với tỷ lệ là 1 lít thuốc cho 50 lít nước. Còn đối với những khu vực nào mà có quá nhiều ruồi thì mọi người có thể hạn chế cái lượng nước lại, chẳng hạn như là 1 lít thuốc cho 40 lít nước thôi thì nó sẽ đậm hơn và mang lại hiệu quả cao hơn, và đặc biệt là thuốc nó sẽ tồn lưu lâu dài hơn. Dòng sản phẩm Betmethasone 50EC này nó có dạng chai 100ml nữa nha mọi người. Nếu mà mọi người chưa tin tưởng sản phẩm thì mọi người có thể dùng thử chai nhỏ để kiểm nghiệm sản phẩm trước khi là mình mua cái dòng chai lớn nha mọi người. Dòng thuốc này thì nó có mùi, khi sử dụng diệt ruồi muỗi cho trang trại thì cái dòng có mùi rất là hợp lý. Khi phun thì ruồi muỗi nó nghe mùi nó sẽ hạn chế không tới, và khi mà mọi người phun trực tiếp lên con muỗi hoặc là con ruồi thì nó sẽ hạ gục. Đối với con ruồi trâu thì phải cần có cái lượng thuốc đậm đặc thì nó mới hạ gục nhanh được, vì là nó to và nó cứng, nó khó diệt hơn so với là muỗi hoặc là những con côn trùng khác, nên là mình phải cần cái lượng thuốc thật là đậm đặc. Đối với không gian thì mình dùng áp dụng cái biện pháp là mình phun toàn bộ không gian bề mặt, vách, tường, nền. Còn đối với những cái khu vực mà máng ăn hoặc là những cái khu vực mà phân á, ruồi nó đậu quá nhiều thì mọi người phun hoài thì nó cũng hơi tốn kém cho mọi người, thì mọi người nên áp dụng là dùng cái gói thuốc diệt ruồi. Đây là những cái sản phẩm tiêu biểu mà diệt ruồi hiệu quả nhất để em giới thiệu luôn, để mọi người áp dụng mình diệt làm sao cho nó hiệu quả tuyệt đối luôn, đỡ phải làm nhiều lần. Thì khi mà mọi người áp dụng diệt ruồi muỗi cho trang trại chăn nuôi thì mọi người dùng cái biện pháp là phun dạng thuốc nước ở bề mặt không gian, nền, tường, sàn, và mọi người dùng cái gói này pha cho 150ml nước, và mọi người quậy sệt, đặt nó thuốc vào trong một cái khay hoặc là một tấm bìa. Mọi người đặt ở cái khu vực mà ruồi nó thường xuyên xuất hiện nhất, và ruồi nó sẽ đậu lên đây nó ăn mồi và nó hạ gục luôn. Còn cái thuốc nước này á, là mọi người phun không gian nha, tại vì là em nói đi nói lại nhiều lần để mọi người nắm được cái cách sử dụng để nó mang lại hiệu quả tối đa nhất. Cái gói này nó hạ gục ruồi cũng rất là mạnh, vì là đối với cái khu vực mà mọi người áp dụng phun á, thì khi phun dính con ruồi thì nó sẽ hạ gục ngay, nhưng là những con ruồi chưa dính thì có thể nó sót á, nên là mọi người dùng cái gói này hoặc là gói này. Đây là hai cái gói thuốc diệt ruồi tiêu biểu nhất bên em, mọi người làm theo em hướng dẫn và đặt đặt ở những cái khu mà ruồi nó xuất hiện nó đậu lên ăn, là một hồi sau mọi người nhìn quan sát là thấy nó hạ gục luôn. Rồi, mọi người có nhu cầu mua thuốc diệt ruồi muỗi cho trang trại chăn nuôi của mình thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại em gắn trên màn hình, hoặc là đến trực tiếp công ty em ở địa chỉ là 153 sạc 79, đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đến tất cả các cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bên em có phân phối sỉ lẻ toàn quốc, giao hàng tận nơi, mọi người xem hàng, nhận hàng rồi mới thanh toán.
nên là hoàn toàn yên tâm nha. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Kính chúc mọi người có một cuộc sống xanh sạch đẹp và không có tác hại của côn trùng. Đối với những quý khách chăn nuôi thì kính chúc mọi người chăn nuôi vật nuôi mau lớn, đạt năng suất. Em xin chào và hẹn mọi người ở những video lần sau.